phân minh kết cảnh. Sabbe satta avirahantu sukhita hantu nidukha hantu abhyabaccha hantu anikha hantu dikhayukha hantu aroga hantu sambhavanti samicchantu sukhi atta nang bhavihantu dukkha patta janit dukkha phai patta ta chanit pha ya so khắp bát ta chanit so ca hòn tu sắp bề bi bà ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, xin con kính lễ Ngài Trí Đức. Dạ, kính chào toàn thể đạo tràng. Xin đạo tràng cùng với mấy ta tác bạch để xin thọ kỳ quy giới ạ. U ca sa ma yang phàm tê quy sung quy sung rắc ca na tha ya ti sa ra nề na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tám quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti dầm bi ma dằn phàn tê quy sung quy sung rác khan hát thà gia ti sa ra nề na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhị, ta ti dầm bi ma dằn phàn tê quy sung quy sung rắc kha na tha ya ti sa ra nề sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, và con xin dâng mít cho Ngài để Ngài truyền quy giới cho đạo tràng chúng con ạ. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Trước tiên kính lễ chư tôn Thiền Đức Tăng, trong những việc này mà chúng tôi không được rõ, chào quý ni sư, quý cô tu nữ, chào Sư Mita, Sư Nhật Quỳnh, Sư Không Nhật, Sư Quyến Mộng, Sư Thi Lâm, Sư Tăng Thu, Diệp Nguyên và Sư Duyên. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa lăng ngà cha mi, con em lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sa lăng ngà cha mi, con em lòng thành kính xin quy Pháp. Sang căng sa lăng ngà cha mi, con em lòng thành kính xin quy Tăng. Đô ti yam vi bụt đăng sa lăng ngà cha mi, con em lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, Đô Thị Dâm Bị Đâm Măng Sở Năng Gai Chá Hà Mị, con em hãy lòng thành kính xin quý Pháp. Lần thứ nhì, Đô Thị Dâm Bị Sân Căng Sở Năng Gai Chá Hà Mị, con em hãy lòng thành kính xin quý Tăng. Lần thứ nhì, Tạ Thị Dâm Bị Bụt Đăng Sở Năng Gai Chá Hà Mị, con em hãy lòng thành kính xin quý Phật. Lần thứ ba, Tạ Ti Dâm Bị Đắc Măng Sa Năng Gai Chá Ha Mi, con em hãy lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, Tạ Ti Dâm Bị Sang Căng Sa Năng Gai Chá Ha Mi, con em hãy lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba, Bụt Thăng Sa Ra Năng Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật.
Tham mạng xa ra nàng nhật cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khang xa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đủ ti dầm bi bút thằng xa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đủ ti dầm bi thăm mạng xa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhị. Đu ti dầm bi sáng khẳng xa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhị. Ta ti dầm bi bút thằng xa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dầm bi thăm mạng xa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta ti dầm bi sang khang xa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tì xa ra nắp gá năng bạ rệ phôn năng Pháp quý tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Phàn tê và xin vâng. Ma na ti ma ta Vệ ra mạng ni sĩ khao bất đăng sa ma đi gia mi. Con xin vâng về điều học là quy chánh xa sự sát sanh. A đinh na đai na Vệ ra mạng ni sĩ khao bất đăng sa ma đi gia mi. Con xin vâng về điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Tào mê su mi cha cha ra Vệ ra mạng ni sĩ khao bất đăng sa ma đi gia mi. Con xin vâng về điều học là quy chánh xa sự tà hạnh. Mu sa va đa Vệ ra mạng ni sĩ khao bất đăng sa ma đi gia mi. Con xin vâng về điều học là quy chánh xa sự nói dối. Su ra mê re ya mai mai đa tha na Vệ ra mạng ni sĩ khao bất đăng sa ma đi gia mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa si uống rượu và các chất say. Ba na ti ba ta Vệ ra ma ni xích khả ba đăng sa ma đi gia mi. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A đình na đa na Vệ ra ma ni xích khả ba đăng Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra Vệ ra ma ni xích ca ba đăng Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da Vệ ra ma ni xích ca ba đăng Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra mê ra ya mắt chấp ba ma đa tha na Vệ ra ma ni xích ca ba đăng sa ma ni ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ima ni ban cha si ka ba da ni sa tu kang ka toa nga ba ma de na ni cha ka lang sa ma rak thi ta pang. Chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới này tam bảo rồi phải ráng quán giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. Ma phàn tê và xin vâng. Sì lê na su ga tin yon ti sì lê na phô ca sâm bạ đa sì lê na ni pu tin yon ti ta sma sì lăng vị số tha dê
Ta chúng sanh để sanh về cõi trời cũng nhờ diệt giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ diệt giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ diệt giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử có ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thủ lành thai. Uttamang ghe na hoàng đề hằng bà đa bằng sâm và rút ta mang bút thể vô. Kha li tổ đồ sô bút thô kha ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần vị chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cứu xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Ô ta màn ghề na quanh đề hằng thăm mạnh cho đô quy thằng qua rằng thăm mẹ vô ca li tô đồ sô thăm mồ kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cứu sinh pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sang khanh cha đu vi đốt ta mang sang khề vô ca li tô đô sô sang cô ca ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thành tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ, con xin nhân bích cho Ngài để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Sĩ rạc minh mê bụt thác sê thô sa rê bụt tô chá đá khí nê vá mạng kê mộc á la nô phô ra tô bê đá ká tá yáng bạch chí mê ma ma á nan đô. Khi nà sá vá chá tôn đi sa sá man tá lô ká bá la chín đá đê vá sá prâm ma ká ê tê sáng á nú phá vê nà sám bê phá yá hú bán đá vá. A nê ká an tá rá yá phí vi nà sán tu á sê. Sa tô sô an tá lan tô sú khí tô bá rú nà hô bún sá 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 nê a rô gô sú khí tô hô y sá hạ sá bê hí nhá tí phí. Sa an tha lan tha su vi ta va ro na ha bun tha sa cha ne a ro ga su vi ta ho i ta ha sam pe nya ti pi te an tha lan tha su vi ta va ro na ha bun tha sa cha ne a ro ga su vi ta ho tha sa ha sam pe hi nya ti pi. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thủ lành thai. Ca sát tha chấp phum mát tha đê qua na ga mất thi ca. Bụn nhân đồ anh ô mô đành chi răng rạc canh tu xa xa năng. Akasattha japhummattha devanaga mahatthika bunyangno anumodanto chirang rakkhantu no garu. Akasattha japhummattha devanaga mahatthika bunyangno anumodanto chirang rakkhantu nyatayo. Akasattha japhummattha devanaga mahatthika bụng nhân nô anu mô đàn tu chi răng đặc cảnh tu bà ni nô. A ca sát tha chá phùng mát tha đê hoa na ga mất thi ca. Bụng nhân nô anu mô đàn tu chi răng đặc cảnh tu nô sa đa. Chữ tiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc khỏi nạn khi chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thủ đạo màu tu hành tinh tận họ hầu vô sanh. Dặn kinh chí cú sa la cấm măng cách tắp bằng thí ri dặn ma ma kha dê na quá cha.
manasa ti đa se su tăng ca tăng ye sat ta san ni no at thi ye sat cha sat ta a san ni no ca tăng quân nhã pha lăng mây hằng sắp bề pha đi pha quan tu tê về tăng ca tăng su quý đi tăng đinh năng bùn nhã pha lăng a già về cha ta ta na cha nan thi đề hoa gan toa ni quê đa dùm sắp bề lô cầm hi về sắc ta chỉ quan ta hà ra hê tu ca ma nhuôn năng phô cha năng sắp bề la phàn tô ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân cầu ý tu hành nhiều nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phật con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hậu mặt ngay có người làm phước được lại lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý uống dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước bảo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọ à lòng y đằng quá ta mê buồn nhăn a sa quá ca già quá ăn hồ tốt xin cho sự phước bảo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngành nơi tâm. Dạ con kính cảm ơn ngài Trí Đức đã truyền quy giới cho đạo tràng chúng con. Dạ con cũng cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con thỉnh chư thiên lời bái tam bảo và thọ trì quy giới. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ con xin dâng mít cho ngài để ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Mai Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Chư thiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiền nam tín nữ, hiện hữu chư thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 219. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo. Ratanatayasavandami Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lokuttamo Sapparo Hicchetako Lokassasatha Janadhammako Vido Vanda Mahantang Narappu Janayakan. Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tử đệ ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đảng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ yết ta sơ sát thu nô lô ca nam mân thá sơ vi na ca rô cô sắp bần nhu bố tháp bất đi tu thí san nhá tô văn đà ma hân tăng ná ra phù. Cha này giác tân pháp bảo với như ánh vàng như lai soi sáng vẹt mà vô minh phá tan lâm lạc chúng sinh đầy dẫn Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khu sốt thô thú gắt tá sơ xà quá cô xích khà thú ca mô quá tắc thầm mát xích khá cô niên đà bất sang xà bí á nà đà rô quá rô văn đà mát hành tăng ná ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thanh văn Phật đà tam học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đảng cho công chúng
nhớ ghi cúng dường. Đa tần an tê nhá tê chê nát sê kha mê ê tu vã tha năng tá sa bi a nu pa vê nát sá hát sá dê nát sê chạch tú. Cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con phát thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy nha. Phần thanh dương ân Đức Tam Bảo đã xong. Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 219, chúng tôi mong quý vị hoan hỷ, tùy hỷ cái phần phước mà ngày hôm qua tại chùa Ngọc Đạt đã cử hành lễ dân y Ca Thi Na và đã thành tựu một cách tốt đẹp. Đó cũng là do cái phước duyên mà thí chủ cũng như chư Phật tử kể công người của, và trong đó có trong room của chúng ta một số các vị đã hùng phước, và do nhiều bàn tay đóng góp mà cuộc lễ được thành tựu một cách viên mãn. Rất là hoan hỷ và xin chia phước đồng đều đến quý vị trong đạo tràng. Mong quý vị hãy tùy hỷ cái phần phước mà quý vị đã tạo, xa thủ tri ân quý vị rất là nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Câu Phật ngôn 219. Chi rắp pa hoa sinh puri sang. Chi rắp pa hoa sinh puri sang. Chi rắp pa hoa sinh puri sang. Câu đầu tiên, chúng ta thấy có hai từ. Chi rắp pa hoa sinh. Chi ra pa hoa sinh ở đây do hai từ cộng lại, chữ chi ra và pa hoa sinh. Chi ra đây là một tỉnh từ có nghĩa là bền vững lâu dài, thường còn ha. Chi ra rồi pa hoa sinh do cái từ pa hoa si. Pa hoa si do cái động từ wasati. Wasati cái động từ này có nghĩa là sống. Vậy thì pawasi ở đây nó là một danh tính từ nam tính, ý nghĩa là việc đi xa nhà, ly hương. Việc đi xa nhà, ly hương. Nhưng mà pawasi ở đây được chia theo đối các số ít. Đối với giao vị phát tí ê cao quá chẳng á, cho nên pa hoa si biến thành pa hoa sinh. Pa hoa sinh. Vậy thì chi rắp pa hoa sinh có nghĩa là có cuộc sống ly hương lâu ngày. Có cuộc sống ly hương xa ngày. Rồi, Purisang, cái từ thứ hai. Purisang do từ Purisa. Purisa là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. Và Purisa này được chia theo đối các số ít. Đối tỷ giao vị phát tí e cao quá trình á. Cho nên Purisa biến thành Purisang. Có nghĩa là người đàn ông, hay còn gọi là nam nhân. Nam nhân hay là người đàn ông. Vậy thì cái câu số 1. Chi rắp pa hoa sinh purisang. Người đàn ông sống ly hương xa ngại. Người đàn ông sống lâu ngày tha phương. Rồi,
Rồi, câu số 2. Đu ra tô sốt thị mà gà tăng. Đu ra tô sốt thị mà gà tăng. Đu ra tô sốt thị mà gà tăng. Câu số 2 chúng ta cũng thấy có hai từ. Đu ra tô là một. Sốt thị mà gà tăng là hai. Durato, đây là một trạng từ. Và trạng từ này có ý nghĩa là từ đằng xa, từ phương xa. Từ đằng xa, từ phương xa. Rồi, Sotima Gatang, Sotima Gatang, do hai từ. Chữ Sotting cộng với Agatang. Sotting cộng với Agatang và nó biến thành Sotima Gatang. Vậy thì Sotting nó là một danh từ nữ tính. Soti. Soti là một danh từ nữ tính. Nhưng mà ý cơ văn ta ít thì linh gá, nhưng nó chia theo đối các số ít. Số thí biến thành số thìn đô tí giá vì pháp tí ê cao quá trần á. Có nghĩa là sự an toàn. Số thìn là sự an toàn. Và a gá tăng. A gá tăng đây là một quá khứ phân từ của động từ gá chạc tí. Gá chạc tí. A gá tăng có nghĩa là đã trở về. A gà tăng là đã trở về. Vậy thì cái câu này có nghĩa gì? Đô ra tô sốt thi mà gà tăng. Câu số 2 này có nghĩa là đã trở về an toàn từ phương xa. Đã trở về an toàn từ phương xa. Rồi, như vậy là bây giờ chúng ta đến câu số 3 ha. Câu số 3. Nhà Timita Suhaccha cha. Nhà Timita Suhaccha cha. Nhà Timita Suhaccha cha. Câu số 3 chúng ta có 3 từ. Nhà Timita là 1, Suhaccha là 2 và cha là 3. Nhà Timita do 2 từ cộng lại. Nhà Ti và Mita. Nhà Ti nó là một danh từ nam tính ý Kalanta Pumlinga. Có nghĩa là thân bằng quyến thuộc. Nhà tí là thân bằng quyến thuộc. Và chữ mitta do cái từ mitta. Mitta là một danh từ nam tính. Akranta pumlinga. Mitta là bạn bè. Bạn bè. Vậy thì chữ mitta này nó được chia theo chủ cách số nhiều. Bathama bahu vachana vipatti. Cho nên mitta biến thành mit. Nhà timitta có nghĩa là thân bằng quyến thuộc hay là bà con với bạn bè. Bà con và bạn bè. (Cười)
Rồi chữ su hát cha, su hát cha, su hát cha do cái từ su hát cha, nó là một danh từ nam tính Akranta Pumringa, và su hát cha được chia theo chủ cách số nhiều Bhatama Bahuvachana Vipatti, cho nên nó biến thành su hát cha. Su hát cha có nghĩa là người quen hay là xóm giềng, người quen hay xóm giềng. Rồi chữ cha, cái này quý vị biết hết rồi, còn thắc mắc gì nữa, chưa có nói ý nghĩa gì cũng đã chát lên ý nghĩa rồi. Cha là và. Vậy thì câu số 3 này, nhà timita suhacha cha, à quý vị coi có ý nghĩa rồi gì nữa, à thân quyến bạn bè và người quen, thân quyến bạn bè và người quen, ý nghĩa câu số 3. Rồi bây giờ câu cúng cùi áo quần, câu cuối cùng nhé. Apinandanti agatang. À, cái động từ apinandanti, à cái căn ngữ của động từ này là chữ nandati, do cái động từ nandati có nghĩa là nồng hậu, thỏa thích, hoan hỷ. À apinandanti số nhiều, à ý nghĩa là đón mừng nồng hậu, đón mừng nồng hậu. Đón mừng nồng hậu. À, rồi agatang ở trên chúng ta đã có, do động từ gacchati có nghĩa là đã trở về. Agatang đón mừng nồng hậu, đã trở về. À, câu số 4, đã trở về đón mừng nồng hậu, hay là đón mừng nồng hậu đã trở về, đó là ý nghĩa câu số 4. Câu Phật ngôn 219, à sau khi ý nghĩa được vận xong, à chúng ta đã có một khái lược về câu Phật ngôn này. Khi người có một cuộc sống ly hương lâu ngày, đã trở về an toàn từ phương xa, thân quyến bạn bè và người quen đón mừng nồng hậu người đã trở về. Khi người có cuộc sống ly hương lâu ngày, đã trở về an toàn từ phương xa, thân bằng quyến thuộc và người quen đón mừng nồng hậu người đã trở về. À, đó là ý nghĩa câu Phật ngôn 219. Lâu ngày làm khách đi hương, an toàn trở lại, hỏi đường về thăm bà con quyến thuộc xa gần, bạn bè hoan hỷ, thôn lân đón chào. Lâu ngày làm khách ly hương, an toàn trở lại, hỏi đường về thăm bà con quyến thuộc xa gần, bạn bè quan hỷ, thôn lân đốn chào. Đó là lỗi dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu với lối thơ Ngũ Nguồn, à khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu
hân hoan đón chào mừng. Khách lâu ngày ly hương an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Trong cái nghĩa từ vựng này, quý vị có thấy chỗ nào rắc rối? Alo. Chỗ nào rắc rối hỏi nha. Alo, có chỗ nào rắc rối không? Thôi bây giờ chúng ta đi vào bài học bằng cách tìm hiểu trường âm và đoạn âm để giọng đọc của chúng ta được ổn định ha. Chirapawa sin purisang. Chirapawa sin purisang. Chirapawa sin purisang. Câu đầu tiên, quý vị cho chúng tôi biết câu này có bao nhiêu âm từ? Alo. Chị Siết Kim, Siết Meta, Siết Nhật Quỳnh, còn ai nữa? Mới có 3 người hả? Đạo tràng tới 13 người mà mới có 3 người đại diện cùng 10 người ngồi im ru à? Siết Dung Nguyễn nè, xà thủ. Siết Kim Ăn Giang nè, tới 2 lần luôn. Như vậy câu này có 8 âm từ. Chi là 1, rắp là 2, ba là 3, qua là 4, sinh là 5, u là 6, rí là 7 và sân là 8. Đó gọi là 8 âm từ ha, chứ không phải 8 chữ ha. Rồi, với cái câu 8 từ thế này thì chúng ta biết trong đó có tất cả là bao nhiêu đoạn âm. Bao nhiêu đoạn âm? Siết Nhật Quỳnh, Siết Kim, Siết Meta, nó 4 đoạn âm. 4 đoạn âm đó là gì? Chi là 1, ba là 2, pu là 3, rí là 4. Chính xác, có 4 đoạn âm. Vậy thì câu này có bao nhiêu loại trường âm? Câu này có bao nhiêu loại trường âm? Câu này có 3 loại trường âm. Vậy thì bây giờ chúng ta chia sẻ để tìm ra từng loại trường âm một. Bao nhiêu trường âm thông thường, bà con ơi? Bao nhiêu trường âm thông thường? Wow, chỉ có 1 trường âm thông thường. Đó chính là chữ hoa ha. Chữ hoa là 1 trường âm thông thường. Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Ô, có 2 trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chữ sinh và chữ sân là 2 trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rồi, còn một loại trường âm nhắn nữa có bao nhiêu? Còn 1. Wow, sao ai cũng biết hết trơn vậy? Ai cũng biết hết trơn vậy nè. Vậy học gì nữa? Giỏi quá rồi, học gì nữa? À, bây giờ mời Siết Dung Nguyễn ha. Chúc Siết Dung Nguyễn chắc này, cuối cùng người ta chắc bắt chước quá. Copy chưa chắc là đã giỏi. Ta mời Siết Dung Nguyễn lên phân tích lại câu số 1. Alo, Siết Dung Nguyễn ơi. Câu số 1, bắt chước người ta sao giỏi quá. Bây giờ lên phân tích mà đúng á là chứng tỏ mình không bắt chước. Alo, mời Siết Dung Nguyễn phân tích lại câu số 1. Alo, alo, bây giờ dạ có gì? Có bài rồi hả? Bài gì lên phân tích đúng rồi mới là hay, chứ còn bây giờ mà có bất chước người ta đúng hết nè. Bây giờ nó mời lên mà không thấy lên mà. Đưa tay chưa? Có bàn tay hả? Ồ, sao cái máy bây giờ không thấy ta? Rồi, mời Siết Dung Nguyễn. Dạ, con kính lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, ân Pháp, ân đức Tăng. Con kính lĩnh lễ Ngài Chúa Đức.
Cùng các chư tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng, con kính chào quý cô tu nữ. Con xin cảm ơn cô Mitta đã cô Kim đã cho con biết tín hiệu, và con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post lên cho con cái câu số 1. Dạ, con xin phân tích câu số 1 ạ. Chichapa wasim burisang, chichapa wasim burisang, chichapa wasim wasim burisang. Dạ, chích là đoạn âm, rap là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, xin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bú là đoạn âm, rí là đoạn âm, và sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 1 này thì có 4 đoạn âm, có 3 loại trường âm, đó là 1 trường âm thông thường, 2 trường âm, một hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm và một trường âm nhấn ạ. Dạ, con đã phân tích. Dạ, con kính xin ngài sửa giúp cho con ạ. Con xin ngựa dâng mic lại cho ngài. À, sa thủ sử dụng nguyện nhờ có coi như là cái gì ta, không có chim kêu vượn hú ha, không có những con chim nó quấy rầy, và hôm nay sư Dung Nguyễn coi như tuyệt vời, không có chỗ nào sai hết. Như vậy chứng tỏ đâu bất chước ai đâu ha, thực tài giỏi. Sa thủ sư Dung Nguyễn Chirapawa xin Puri san, không có chỗ nào sai hết, đúng hoàn toàn. Chị Kim tặng quà nhiều nè, rồi Sít Mê Ta, Sít Nhật Quỳnh, còn gì để mà nói nữa. Rồi, chúng ta qua câu số 2. Câu số 2. Đù ra tổ sót thi mà ga tầng. Đù ra tổ sót thi mà ga tầng. Đù ra tổ sốt thi mài ra tầng. Cái câu này bây giờ nếu mà phân tích xong mà nhờ người ta lên phân tích thì như vậy không chứng tỏ thực tài ha. Thực tài là đừng ai phân tích dễ đó, tự mình phân tích để biết đúng sai, cái đó mới là giỏi, phải không? Sức hành dung. Alo, xin mời Sức Hành Dung, câu số 2. Bây giờ thấy bàn tay này, khi nãy đâu thấy đâu. Vậy mà dám nói máy này mới dỗm, mới xịn nó nghe. Mời Sức Hành Dung. Dạ, Nam Mô Bích Thái Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Cùng chư tôn đức tăng kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào cô chú anh chị trong đạo tràng. Con xin phép được phân tích câu số 2. Và cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài cho con. Câu số 2 trong câu Pháp Cú Kinh 219. Durato sotima gatang. Durato sotima gatang. Và du là trường âm thông thường, ra là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, sốt là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, và tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Du ra tô sốt thí ma gá tăng. Và trong câu này có trường âm thông thường là du, ma, tô, và trường âm nhấn là sốt, trường âm đọc theo giọng nguyên âm là tăng, và còn lại là đoạn âm.
Dạ con đã phân tích xong ạ. Dạ nếu có sai xin sư sửa cho con. Dạ con xin phép xuống mít ạ. Alo, khi hình dung phân tích như vậy không biết đúng hay là sai, mà Thích Nhật Quỳnh tặng có 3 cành hoa, Thích Meta cũng có 3 cành hoa, còn Thích Kim sao mà bông hoa đâu nhiều vậy không biết nữa. Chắc ăn trộm ở đâu á, cho nên quơ vậy nhiều quá, không biết làm gì, tặng lên cho ai ha. Câu số 2, Du Rato Sốt Thi Mà Ga Tầng. Xích Hành Dung phân tích xong, đúng sai không biết, nhưng mà tặng hoa nhiều quá. Bây giờ xin mời Xích Duyên 319 phân tích lại câu số 2, coi có giống như Xích Hành Dung hay không, hay là nhiều khi phân tích còn hay hơn Xích Hành Dung nữa. Rồi mời Xích Duyên 319. Alo, hay là thấy câu này khó quá không dám đưa tay. Thí Cảnh Duyên có trước máy không? Dám thấy câu này khó quá cho nên mắc cỡ đưa tay lên phân tích sai. Hoặc là nhiều khi phân tích coi như là hay hơn Thí Cảnh Dung nữa, cho nên ngại không dám đưa tay. Mời Thí Duyên 319. Một người phân tích thì nghe không biết đúng hay là sai, nhưng mà thêm một người thứ hai nữa thì mới chắc ăn hơn. Mời Xích Duyên. Alo, mất cỡ gì mà không chịu lệ dùm. Lớn tuổi rồi ha, 319 tuổi, già quá rồi. Cho nên lẩm cẩm chậm chạp, đưa tay mà cũng lâu nữa. Không sao, người ta hay nói là chết dở đóng tuồng lâu, cho nên cũng phải từ từ rồi nó mới nhừ. Alo, Sĩ Chuyên đâu rồi? Thấy câu này khó quá trốn luôn rồi. Phải không? Alo, Sĩ Thi Lâm ơi, cứu bộ. Alo, Sĩ Thi Lâm, cứu bộ dùm. Người ta già cả rồi không có giúp đỡ dùm ha. Xích Thi Lâm, Xích Thi Lâm có mặt không? Rồi vô đây chỉ ủng hộ đạo tràng thôi ha, chứ đưa tay cũng mệt mỏi quá, cầu cứu mà cũng ngồi im ru ha. Xích Thi Lâm còn ai nữa? Bây giờ Xích Trang Thu hay là Trang Thư nè, cứu bộ dùm đi. Alo, Sĩ Trang Thư. Thì làm bị gấu được, bậy con sư tử, bị sư tử được, kẹo lên cây á, kẹo cây á, đu lên ở trên cây á, sợ quá rồi, thấy khổn rồi, làm gì mà phân tích được câu số 2 này, cho nên thấy không dám đưa tay. Chỉ có Sĩ Hành Dung là mời cái mạnh dạng đưa tay liền ha. Rồi Sĩ Duyên mất cỡ nè, Sĩ Thi Lâm thì bị sư tử rượt nè. Wow, sống gì mà oan trái, để mà thú còn ghét nữa. Rồi không, câu số 2 này mời hai người không ai đưa tay, mà bởi vì đưa tay làm gì nữa. Xích Nhật Quỳnh, Xích Kim, Xích Meta xác nhận là đúng rồi, còn gì để mà nói. Hên xui gì, người ta phân tích đúng như vậy mà hên xui gì. Tặng bông tặng hoa nhiều như vậy rồi mà còn nói hên xui. Rồi, Sa Thủ Xích Hành Dung rất là tuyệt vời. Câu số 2 phân tích không có gì sai hết. Rồi, bây giờ sau khi Xích Hành Dung phân tích câu số 2 có đầy đủ 3 loại trường âm, chẳng có khác gì câu số 1. Vậy thì chúng ta ôn lại hai câu này ha, cho nó liên lạc với nhau. Chi rắc pa hòa xin pu ri sang đù ra tô sốt thi mà ra tầng. Chi rắc
Bác hòa xin Puri sang đu ra tổ sốt thi mà ra tầng. À như vậy câu thứ nhất câu thứ nhì xong ha. Quý vị thấy có gì rắc rối? Chắc chắn là không. Mời phân tích đúng quá, còn gì nữa mà rắc rối. Người nào mà đưa tay lên đó chính là người rắc rối. Có gì đúng rồi. Bây giờ qua câu số 3. Nhà Timitta Suhaccha Cha. Nhà Timitta Suhaccha Cha. Nhà Timitta Suhaccha Cha. Câu số 3 này. Quý vị thấy có bao nhiêu trường âm nhẫn? Trường âm nhẫn có bao nhiêu? Chiếc kim, chiếc meta, chiếc nhật quần, chiếc hình dung. Nói rằng có hai trường âm nhẫn. Đó chính là chữ mic và chữ hát. Chữ mic và chữ hát là hai trường âm nhẫn. Bao nhiêu đoạn âm? Bao nhiêu đoạn âm? Ba đoạn âm có ba ha. Đó là chữ tí nè ha, chữ xú nè ha, chữ cha. Chữ tí, chữ xú và chữ cha, đó là ba đoạn âm. Xà thủ, xích nhật quỳnh, xích kim, xích mê ta, xích dung nguyễn, xích hành dung. Ủa, mà sao đoạn âm cho nhiều người biết như thế này nè. Rồi, bây giờ hỏi thêm một trường âm nữa. Trường âm thông thường có được bao nhiêu? À, trường âm thông thường chỉ có ba người biết, à, như vậy, năm người biết luôn. Đó chính là chữ nha, chữ ta và chữ cha. Trường âm thông thường. Rồi, bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? À, câu số 3 là câu không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, chỉ có trường âm nhấn và trường âm thông thường. Trường âm thông thường thì có 3 ha, trường âm nhấn có 2. Rồi. Như vậy câu số 3 này có ai thắc mắc? Không có ai thắc mắc gì hết, kim cô à. Vậy thì qua câu thứ 4. Chuyện dễ quá mà. À, thông suốt thì chúng ta qua câu số 4. Câu số 4 sau này. Câu số 4, Abhinandan Tia Gatang, Abhinandan Tia Gatang, Abhinandan Tia Gatang, Abhinandan Tia Gatang. Câu số 4 là một câu có bao nhiêu loại trường âm? Khoan, quý vị chờ chút. À, quý vị chờ chút ha, để đi ra mở cửa đã chứ. À, có mấy vị ở trong chùa đi dự lễ, cho nên phải qua ra mở cửa. Xin lỗi nha. Alo, 123, 123.
À, nghe lại rõ rồi. Câu số 4. Abhinandanti agatang, Abhinandanti agatang. Câu cuối cùng, lời gặp huynh đạo huynh vô cũng là cuối cùng. Rồi huynh đạo huynh ơi, câu số 4 phân tích làm sao đây? Mời bàn tay của huynh đạo huynh. Câu này khó quá, cho nên phải nhờ huynh đạo huynh giải quyết giùm. Alo, câu số 4, huynh đạo huynh, xa thủ. Dạ, con đạo huynh xin cảm ơn sư. Dạ, con trước hết con xin đảnh lễ tam bảo ân đức Phật, ân đức Pháp, đức Tăng. Dạ, kính lễ sư. Chào các, kính chào các tu nữ, các anh chị em trong đạo tràng. Dạ, con mới vô room cái đấy, em sư kêu con liền. Dạ, con cũng dám từ chối. Dạ, vừa rồi con có thấy trong Facebook á, thấy hình của sư, bây giờ nghe tiếng, bây giờ gặp mặt rồi. Tức là văn mà nay nghĩa là được lão trang đức có tăng tướng rất đẹp, rất đẹp. Phật pháp kêu là và danh từ Phật kêu là tăng tướng tịnh hảo tịnh quang. Dạ, đạo huynh mà có tăng tướng như sư là chắc chắn là sẽ quy y liền, bỏ cái chức lãng tử giang hồ. Dạ, dạ con xin đọc. Dạ con cũng dạ chọc đậu tràng cho vui thôi. Dạ, nhưng mà cũng thiệt chứ mấy lắm không chọc đâu. Dạ, thật là rất là thiệt. Dạ, dạ con xin đọc câu pháp cú câu số 4. Dạ, phân tích. Dạ, quên, xin lỗi sư. Abhinandanti đan tí a gá tăng, Abhinandanti agatang. Dạ, chữ á là đoạn âm, phí là cũng là đoạn âm, năng là trường âm thông thường, chữ đăng là trường âm thông thường, chữ tí là đoạn âm, chữ a là trường âm, chữ gá là đoạn âm, và tử tăng là trường âm nhấn. Dạ, sư Trí Đức 71 tuổi mà có sợi tóc bạc rồi. Đúng rồi. Dạ, sư tu quá hay. Dạ, rất trẻ sư. Dạ, mới nhìn sư là con tưởng 50 chứ không tới 71 đâu. Dạ, cảm ơn sư Kim. Dạ, con đã phân tích xong thưa sư. Dạ, và con xin nếu mà con phân tích có sai sót xin sư chỉ giáo dùm. Dạ, một lần nữa đạo huynh kính chào đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, alo alo, con mặc đặt tên cho bà già huynh đạo huynh mà vô rung này không mời lên á thì nói ô ông sư Trí Đức khi dễ à. Nhưng mà huynh đạo huynh nên cầm micro là bắt đầu nịnh rồi. À, chính cái nịnh đó mà thấy phân tích cái câu này có vấn đề, khổ đế thiệt. À, phải đừng có nịnh đi, chú tâm vô thì phân tích đúng. Phân tích làm sao mà để Sĩ Kim nói chiếc chắc rồi kìa, thấy không? Rồi, chết như thế nào? Để Sĩ Kim chỉ cho huynh đạo huynh biết cái chỗ chết đó. Mời Sĩ Kim phân tích câu số 4. Alo, bàn tay đâu rồi? Thấy rồi. Con xin kính chào sư Trí Đức. Hồi nãy con thấy có một ông sư nào tên Thiện Nguyễn Nguyên vậy đó. Thiện Nguyên vậy đó, mà giờ biến mất rồi. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư mà nếu có và các cô tu nữ và quý Phật tử. Thật ra lúc mà huynh đạo huynh nó lên nói đó, con mắt đánh vô, con chỉ nghe được chữ cuối. Ổng nói chữ tăng á, là trường âm nhắn, con nói ông chết chắc rồi. Trường tăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Ông nói trường âm nhắn, hình như con nghe vậy, không biết cái đúng không nữa. Thầy để con phân tích lại, con không nghe hết nguyên câu. Con thấy ổng thông minh mà, ổng giỏi mà, không cần nghe lo đánh. Tại ổng nói thấy dung nhan sư giờ từ tăng tướng tăng dĩa tốt quá. Con nghe sư nói sư không bao giờ có một sợi tóc bạc nào hết.
Trời ơi, con thấy mấy cái người mà con lên Google cũng sợ, có một số người ở một cái chỗ mà ở bên cái vùng mà trên Thiên Mã Lạp Sơn, mấy vùng mà dân thiểu số, có một số dân tới 100 tuổi luôn, cái nó do cái di truyền nó không có một số tóc bạc nữa sư ơi. Thôi con phân tích thì để sư la con nhiều chuyện mới nhọn. À, con phân tích câu cúng cùi hoặc câu cuối cùng này á, của Pháp Cú 219. Api năng đành tí à gắt tăng, api năng đành tí à gắt tăng. Á là đoạn âm, pí là đoạn âm, năng là trường âm nhắn, đành là trường âm nhắn, tí là đoạn âm, a là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, trong cái câu cuối này á, nó có đầy đủ ba loại trường âm. Trường âm thông thường có một chữ là chữ A, trường âm đọc theo giọng nguyên âm cũng có một là chữ tăng, trường âm nhắn có hai là chữ nanh và chữ đanh, đoạn âm có bốn là á phí tí gá. Cái câu số 4 này á, nó giống hai câu, câu số 1 và câu số 2, nhưng nó khác với câu số 3, tại câu số 3 nó chỉ có hai loại trường âm thôi. Và nó giống hết bốn câu đó, thì bốn câu trên thì câu nào cũng có tám âm từ hết. Dạ con xin hết rồi, con xin trả máy rồi. Alo, huynh đạo huynh ơi, nghe Sĩ Kim phân tích. À, như vậy huynh đạo huynh thấy chính bản thân mình phân tích và Sĩ Kim phân tích như vậy có chỗ nào nó không giống nhau hay là giống nhau? À, cái điểm này mời thêm người nữa để huynh đạo huynh coi như nhìn lại coi thử mình phân tích đúng hay là Sĩ Kim phân tích đúng ha. Alo, cô tu nữ Tuệ Duyên có nghe rõ không? Bây giờ mời cô Tuệ Duyên phân tích câu số 4. Câu này khó quá, cho nên tới ba người phân tích luôn. Alo, chụp micro. Dạ, anh Nam Mô Bất Thầy Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ với bà cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Dạ, con xin phân tích câu số 4. Áp phí đành đành tiếp à gắt tăng, á là đoạn âm, phí là đoạn âm, năng là trường âm nhấn, đanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, a là trường âm thông thường, gác là đoạn âm, tăng lùng âm đọc theo giọng nguyên âm. Và đoạn số 4 này có chữ năng đanh là trường âm nhấn, a là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con đã phân tích xong và con này có đầy đủ trường âm đọc theo giọng nguyên âm và trường âm nhấn, trường âm thông thường. Dạ, con xin xuống mất ạ. Alo, qua Sĩ Kim phân tích nè, qua cô tu nữ Tuệ Duyên phân tích nè. Rồi, bây giờ chính bản thân của huynh đạo huynh thấy sự phân tích của Sĩ Kim và cô tu nữ Tuệ Duyên, thì huynh đạo huynh nhận định mình đúng hay là sai? Rồi, mời huynh đạo huynh. Alo, huynh đạo huynh ơi. Rồi huynh nhận định lại mình phân tích sai chỗ nào, đúng chỗ nào, có giống như hai vị kia không ha?
Dạ, con xin đảnh lễ sư và rất là cảm ơn sư và kính chào quý vị trong đạo tràng lần nữa. Dạ, dạ cô tu nữ với lại Xích Kim là những bậc trưởng bối này, phân tích chắc chắn là đúng rồi thưa sư, con không có thể nào mà cãi được. Hồi nãy là chắc con lộn, sớm sát vô room, sư kêu cái là con sớm sát. Dạ, thì chữ năng là đúng là con đọc lộn, là trường âm nhấn. Dạ, tại vì chữ N, chữ D. Còn chữ tăng cuối cùng là trường âm, đọc theo dặn những âm. Dạ, con nói lộn. Cái tâm là nghĩ đúng nhưng mà cái miệng nói trật. Dạ, dạ. Dạ, con xin xa thú thư. Dạ, và cảm ơn sư chỉ dẫn. Dạ, Nam Mô Bích Thầy. Dạ. À, xà thủ xà thủ, con tầm dữ quá hả? Đâu phải con tầm dữ quá, lo khen người ta, lo khen người ta mà quên đi cái tổ số 4 này. Chữ nanh, chữ đanh là hai trường âm nhấn, mà lại nói chữ nanh, chữ đanh là trường âm thông thường, vậy thôi. Còn Thích Kim nói là chữ tăng là trường âm thông thường. À, thì đó, những cái chỗ mà coi như hãy chú ý câu số 4, đừng có chú ý riêng Facebook đẹp xấu gì kể, hắn cũng trước sau cũng chết thôi, đừng có chú ý tới. Mà chú ý cái câu số 4 này mình phân tích làm sao cho nó đúng là như vậy. Mình chỉ biết chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, mình học, mình biết mình học thôi. Còn chuyện Facebook ha, thôi tùm lum tà la, nhiều khi nó ghép hình nữa chứ không phải là thật đâu. Quý vị đừng có tin, mắt thấy tai nghe chưa chắc, mà bây giờ phân tích đúng mới là an toàn. Vậy thì câu số 3, câu số 4 sau khi phân tích xong ha, chúng ta sẽ ôn lại cho được liên lạc với nhau. Nhà Timita Suhat Cha cha phi nan dan ti a ga tang nya ti mit ta su hat cha cha a phi nan dan ti a ga tang nya ti mit ta su hat cha cha a phi nan dan ti a ga tang. Rồi như vậy chúng ta cũng kết thúc trường âm đoạn âm ha. Bây giờ ôn lại nguyên bài nè. Chirapawa sin puri sang lu rato so thi ma ga tang nya ti mit ta su hat cha cha phi nan dan ti a ga tang Chirapawa sin puri sang lu rato so thi ma ga tang nya ti mit ta su hat cha cha phi nan dan ti a ga tang. Đó là cách đọc một cách gọi là liên lạc với nhau. Còn bây giờ chúng ta đọc chậm để coi như tập trung tư tưởng ha. Thì chia ra làm hai. Chi rap pa wa sin puri sang du ra to so thi ma ra tang nhà ti mit ta su hat cha cha phi nan dan ti a ga tang chi rap pa wa sin puri sang du ra to so thi ma ga tang nhà ti mit ta su hat cha cha phi nan dan ti a ga tang. Khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu thân hoan đón chào mừng. Rồi bây giờ xin mời bàn tay quý vị phân tích chính xác hay quá, thì chắc chắn rằng giọng đọc quý vị cũng hay. Rồi Xích Kim là người đưa tay đầu tiên, xin mời. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú câu 219 à. Ui, không ai nghe hết trơn hả? Hello, có nghe không?
Một người. Cô Mít Tà. Ui, ba người. Cảm ơn nha. Có cô Hình Dung, Dung Nguyễn rồi. Cảm ơn. Dạ, con đọc ạ. Không ai nghe, con phải chạy, chạy ra chạy vô thôi. Chirapawa sin purisan durato sot thima gatang nhà ti mít tà su hấp cha cha api nằm đành ti a gatang Chirapawa sin purisan durato sot thima gatang nhà ti mít tà su hấp cha cha api nằm đành ti a gatang Chirapawa sin puri sang durato sot thi ma gat tang nhà ti mít ta su hấp cha cha api nành đành ti a gat tang chi rap pa wa sin puri sang durato sot thi ma gat tang nhà ti mít ta su hấp cha cha api nành đành ti a gat tang. Để lấy hơi con đọc một lần, một hơi luôn có được không? Chirapawa sin puri sang durato sot thima gat tang nhà ti mít ta su hấp cha cha api nan dan ti a gat tang. Khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Bích Minh Châu. Ui, ui, sư cho ba cái bông rồi là hết sảy rồi, không cần phải sảy sai nữa. Rồi cảm ơn cô Hạnh Dung, cô Mít Tà. Dạ con xin trả mít lại nhường máy cho người khác ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ Ngài Tri Đức cùng Chi Tôn Đức Tăng, kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, kính chào cô chú anh chị trong đạo tràng. Con xin phép đọc câu Phật ngôn số 219. Chirapawa sin buri sang durato soti ma gatang nya timitta suhaccha cha afinan dan ti a gatang. Chirapawa sin buri sang durato soti ma gatang nya timitta suhaccha cha afinan nan dan ti a gatang. Dạ con xin phép đọc lại một lần nữa. Chirapawa sin buri sang durato sotima gatang nya timitta suhaccha cha afi nan dan ti a gatang. Khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Con xin phép xuống mít ạ. Dạ. Alo, alo. Nghe đọc càng im quá, không biết không nhờ. Dạ, Nam Mô Bất Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, bây giờ con xin đọc Kinh Pháp Cú số 219. Dạ, cảm ơn Nhật Huỳnh, Nhất Ta, Hạnh Dung đã cho biết cái đó. Vì tôi nghĩ mà. Chirapawa sin buri sang durato so ti ma gatang nhà ti mít
ta su ha cha a phi nan dan ti a ga tang chi ra ba wa san bu ri san du ra to so ti ma ga tang nya ti mit ta su ha cha a phi nan dan ti a ga tang chi ra ba wa san bu ri san du ra to so ti ma ga tang nya ti mit ta Suhaccha Abhinandantiagatang. Khắp ngàn phương an toàn từ xa về, bà con thân hữu hân hoan đón chào mừng. Nhập hội thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chirabhava sin uri sang du ra to so ti ma ga tang nha ti mít ta su ha cha cha a phi nan dan ti a ga tang. Lâu ngày làm khách ly hương, an toàn trở lại hỏi đường về thăm. Bà con quyến thuộc xa gần, bạn bè hoan hỷ, thôn lân đón chào. Nhà phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã đọc bài xong. Dạ, tự nhiên xin xuống mức. Dạ, kính mời chị Mát Ta. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Con kính lễ Ngài Thị Đức cùng chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin trả bài cầu pháp cú 219 ạ. Chirabhava sin buri sang du ra to so ti ma ga tang nhà ti mít ta su ha cha cha a phi nan đành ti a ga tang chirabhava ba hòa sinh bú ri sằng đù ra tô so ti ma ga tăng nhà ti mít ta su hát cha cha a phi nành đành ti a ga tăng chi ra ba hòa sinh bú ri sằng đù ra tô so ti ma ga tăng nhà ti mít ta su hát cha cha a phi nành đành ti a ga tăng. Khách lâu ngày lý hương an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Chirabhava sin bú ri sang đù ra tô so ti ma ga tăng nhà ti mít ta su hát cha cha a phi nành đành ti a ga tăng. Lâu ngày làm khách lý hương an toàn trở lại hỏi đường về thăm. Bà con quyến thuộc xa gần, bạn bè hoan hỷ thôn lân đón chào. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin trả máy lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng. Và cảm ơn cô Tệ Duyên, chị Metta Dung Nguyễn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và mời bàn tay của Dung Nguyễn, mời bàn tay Huynh Đạo Huynh. Và mời bàn tay quý vị ạ.
Dung Nguyễn ơi, hôm nay có trả bài đang đi làm không? Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Con kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con đảnh lễ Ngài Chí Đức, càng các cùng các chư tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, con kính chào các cô chú trong đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Metta và cô Tuệ Duyên cho con biết tín hiệu ạ. Con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, con xin phép đọc kinh Pháp Cú 219. Chi rắp bá qua xin bú rí sang đù rá tô số tí mà giá tăng nhà tí mít ta số ha chà chá áp bí nàng đăng đăng tí à giá tăng chí ráp bá hoa xin bú rí sang đù rá tô số tí mà giá tăng nhà tí mít ta số ha chà chá à bí nàng đăng tí à giá ta giá tăng chí ra pa qua sin bú rí sang đu ra tô số tít na gá tăng nhà tí mít ta số ha chà chá á bít năng đăng tí a gá tăng chí ra pa qua sin bú rí sang đu ra tô số tít na gá tăng nhà tí mít ta số ha cha cha a bi nằng đằng tí a giác tầng a giác tầng khách lâu ngày ly hương an toàn từ xa về bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: chí ráp bá hoa xin bú rí sang a rát tô số tí ma giác tầng là tí mít ta số ha cha chá áp bít năng đăng tí a giá tăng lâu ngày làm khách ly hương an toàn trở lại hỏi đường về thăm bà con quyến thuộc xa gần bạn bè hoan hỷ thôn lân đón chào. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong cái câu kinh Pháp Cú, con kính dâng bích lại cho đạo tràng. Dạ, con có đọc thì con Ngài và quý cô chỉnh sửa giúp cho con ạ. Con xin xuống mic. Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con chào hoài không thấy bàn tay ai, con xin trả bài trước mời đạo tràng ạ. Dạ, cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, còn mấy vị nữa mà không ai cho tay. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Chi rắp ba hoa xin bú rí sang đu ra tô so thi ma ga tăng nhà ti mít ta su ha cha cha a phi nan đan ti a ga tăng chi rắp ba hoa xin bú rí sang đu ra tô so thi ma ga tăng nhà ti mít ta su ha cha cha a phi nan đan ti a ga tăng chi rắp ba hoa xin bú rí sang đu ra tô so thi ma ga tăng nhà ti mít ta su ha cha cha a phi nan đan ti a ga tăng khách lâu ngày đi hương an toàn từ xa về bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Và đây là bản chiêu ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Chi rắp ba hoa xin bú rí sang đô ra tô so thi ma ga tăng nhà ti mít ta su ha cha cha a phi nan đan ti a ga tăng chi rắp ba hoa xin bú rí sang đô ra tô so thi ma ga tăng nhà ti mít ta su ha cha cha a phi con sai rồi
Chi ra ba hòa xin bu đi sẵn đồ ra tàu sọt thì ma gá tăng nhà ti mít ta su ha cha cha a phi nàn đàn ti a gá tăng. Lâu ngày làm khách ly hương, an toàn trở lại hỏi đường về thăm. Bà con quyến thuộc xa gần, bạn bè hoan hỷ thông lân đón chào. Và đây là bản chiếu ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Thông Đức, Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con có sai, Ngài chỉ dạy lại cho con. Dạ, kính mời bằng tay huynh đạo huynh ạ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con mới tặng hoa cho cô ấy, cô níu con kéo con lên liền. Dạ, cảm ơn cô Bích Ta, cảm ơn cô tu nữ cho biết tín hiệu. Dạ, một lần nữa đạo huynh xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, kính chào cô Nhật Quỳnh, kính chào cô Bích Ta. Kính chào, kính đảnh lễ cô tu nữ tự duyên. Và quý bà quý cô, kính chào quý bà quý cô và tất cả anh chị trong đầu trang. Đạo huynh thấy là trong room này toàn cao thủ võ lâm không? Từ cô Nhật Quỳnh đọc rất là suôn sẻ, rồi cô tu nữ, rồi mấy vị và đọc rất suôn sẻ. Thành đạo huynh sách xưa kêu là mảnh nam nang địch quần nữ, dạ người đàn ông có mạnh mấy cũng không có đánh nổi một đám đàn bà. Dạ. Đạo huynh xin đọc câu pháp cú 219. Dạ. Siddhappa vasin buddhisandhu ratto sotthin sotthima gatang nhà timita suhat cha cha afinan dan tia gatang Siddhappa vasin buddhisandhu ratto sot thi ma gát tăng na nhà tí mi ta su hát cha cha a phi nan đan tí a gát tăng. Dạ, đạo huynh xin kể đi. Dạ, kinh đọc cờ giật quá. Dạ, cô nữ tu nữ cô tự nhiên cô có nói phê bình đạo huynh là đọc nhúng nghẹt ngồi quá. Dạ, đạo huynh xin kể á. Ira bawa sinburi sang durato sot ti magatang nyati mitta suhat caca apinandan ti agatang sirap bawa sinburi sang durato sot ti magatang nyati mita suhat jaja apinandan ti agatang. Và Hòa Thượng Thích Minh Châu đã dịch như sau: khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Và sư Giới Đức đã phổ thơ như sau: lâu ngày làm khách ly hương, an toàn trở lại hỏi đường về thăm. Bà con quyến thuộc xa gần, bạn bè hoan hỷ thôn lân đón chào. Thú thật là đạo huynh thấy mấy câu thơ này rất là nhớ nhà. Dạ, thành thử chắc một ngày sẽ về thăm quê hương. Dạ, tam mô Bụt Thầy giá. Dạ, xin mừng nhận đích lại cho một vị khác đạo tràng. Alo, 123, 123. Ai xà thủ. Từ Sích Kim ha, và tới Sích Hạnh Dung, cô tu nữ Tuệ Duyên, Sích Meta, Sích Dung Nguyễn, Sích Nhật Quỳnh và huynh đạo huynh là người mà đọc kinh rồi tới kể ha, ha. Ai cũng đọc kinh hay hết á, chính xác. Và huynh đạo huynh
thay vì cái giọng kinh thì cái giọng kệ của huynh đạo huynh là hay hơn cái giọng kinh ha. Không sao, kinh kệ miễn sao nội dung của câu Phật ngôn 219 làm cho quý vị nhớ nhà là được rồi. Mục đích của câu Phật ngôn này là chúng ta là những khách tha phương ha, xa nhà, rồi bây giờ học qua kinh này để chúng ta còn tưởng nhớ đến cái nơi chôn nhau cắt rốn à, như huynh đạo huynh vừa nói ha, cái đó là có kết quả rồi. Thôi thì bây giờ chúng ta kể ha, hết kinh rồi tới kể, mà kể thì chắc chúng tôi cũng đọc giống như huynh đạo huynh thôi, bốn bốn tức là một câu tám từ, thì chúng ta chia làm hai và cứ thế chúng ta làm. Với câu Phật ngôn này thì tương đối dễ kể, chẳng cần hướng dẫn gì hết, huynh đạo huynh cũng kể được mà. Rồi bây giờ quý vị ta như nghe theo cái giọng của huynh đạo huynh ha, quý vị cũng tặng hoa như vậy là huynh đạo huynh đã kể hay quá rồi. Âm điệu là 44 nha. Rồi bây giờ chúng tôi bắt chước huynh đạo huynh ha, rồi quý vị cứ thế mà làm thì bảo đảm an toàn. Jira bawa sin puritang dura to sot ti ma ya tang nyati mita suha cha cha afinandan ti ya tang. Có điện thoại bà con ơi, xin mời quý vị tiếp tục. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Kha Giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Và con kính tri ân ngài. Ngài nói có điện thoại bà con ở là có con ở trước máy. Dạ, con xin kể bài kinh Pháp Cú số 219 ạ. Chi rắp ba hoa xin bù rì răng đùa ra tu xót thì ma gạt nhà ti mít ta su hà cha cha a vin a nan ti a ga tang chi rap ba wa sin bu ri sang du ra tu sot thi ma ga tang a ti mit ta su ha cha cha Abhinandanti agatam Jirabhava Simburisam Nurato Sattimagatam Nyatimitta Suhachacha Abhinandanti agatam. Cách lâu ngày ly hương an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lâu ngày làm khách ly hương an toàn trở lại hỏi đường về thăm, bà con viếng thuộc xa gần, bạn bè hoan hỷ thôn lân đón chào. Nhạc phổ thơ này của Hòa Thượng Đế Đức. Dạ, hồi nãy giờ thấy nick của Xích Duyên, nhưng mà không biết Xích Duyên có trước máy không, cho con cho chị Duyên xin tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn chị Meta. Xích Duyên có trước máy, kính mời Xích Duyên đọc bài hay kể gì. Sao mình im ru, bây giờ là giờ ôn kinh Pháp Cú kinh chứ không phải giờ hành thiền. Dạ, tự nhiên sinh xuất hết ạ.
Dạ, con kính chào đạo tràng ạ. Con xin phép kể câu pháp cú 219. Rồi xong rồi con xin phép được ra ra lớp sớm một chút. Dạ, con cảm ơn cô Mít Ta, cô Tệ Duyên cho con biết tín hiệu. Con cảm ơn đạo huynh ạ. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bốc bài. Dạ, con xin kể câu pháp cú 219. Chỉ ra ba hoa xin đủ riêng đủ ra tố số ti ma gá tăng Na ti mít ta su ha cha 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 A ti đăng đăng ti a gá tăng Chỉ ra ba hoa xin san xin bú ri san Đô ra tô sơ ti ma gá tăng Na ti mi ta su a cha cha A bi đăng đăng ti a gá tăng Chi ra ba qua sinh bu ri sang Đô ra tô sơ ti ma gá tăng Na ti mi ta su a cha cha A bi năng đăng ti a ga tăng Phách lâu ngày ly hương An toàn từ xa về Bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng Dạ con đã kể xong rồi ạ Dạ còn con đó là Lâu ngày làm khách ly hương An toàn trở lại hỏi đường về thăm Bà con viếng thuộc xa gần, bạn bè hoan hỷ, thôn lân đón chào và bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con xin phép được rời râm sớm một chút. Dạ. Cuối cùng con kính chúc sức khỏe Ngài Trí Đức. Con kính chúc sức khỏe cô Tệ Duyên và con kính chào đạo tràng. Chúc đạo tràng một ngày an vui ạ. À. Dạ Nam Mô Bích Thai giá và một lần nữa con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính lễ cô Tư Nữ Tuệ Duyên và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép kệ câu Phật ngôn số 219. Dạ cảm ơn cô Metta, cô Tư Nữ Tuệ Duyên cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Chỉ ra pa wa sin bu ri sang du ra to so te ma ga tang nya ti mit ta su ha cha cha a fi nan dan ti a ga tang Chỉ ra pa wa sin bu ri sang du ra to so te ma ga tang nya ti mit ta su ha cha cha Afinandanti agatang Khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và lâu ngày làm khách ly hương, an toàn trở lại hỏi đường về thăm, bà con quyến thuộc xa gần, bạn bè hoan hỷ. Thôn lân đón chào. Và đó là phổ thư của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã kể xong ạ. Và con kính mời đạo tràng, con xin phép xuống mít ạ. Một lần nữa. Mít thào. Xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ với bà với cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên.
Con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin kể câu pháp cú 219 ạ. Chi rap ba wa san buri sang do ra to sot thì ma ga tang nhà ti mất ta so hát cha cha hà phi năn đánh tề ma tề a ga tăng chế đắp ba hoa sân bồ rê sang đô ra tô xót thi ma ga tăng nhà ti mất ta so hát cha cha a phi năn đánh tề a ga tăng chỉ rập ba hoa sinh bù ri sang tu ra tô xót thi ma ga tăng nhà ti mất ta so hát cha cha a phi năn đánh ti a ga tăng cách lâu ngày ly hương an toàn từ xa về bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lâu ngày làm khách ly hương an toàn trở lại hỏi đường về thăm bà con quyến thuộc xa gần bạn bè thôn lân đón chào. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin trả máy lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thú cảm ơn chị Meta. Nam mô Bụt Tha. Dạ, và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Cảm ơn chị Meta và Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn tu nữ Trị Duyên. Dạ, Thi Lâm ơi, có cầm mít được không? Duyên 319 tụ mít được không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Vậy vậy cô nương có cầm mít được không? Dạ, bữa nay thì Lâm cũng mắc cỡ, Duyên cũng mắc cỡ rồi. Dạ, con xin được đại bài Pháp Luân Kinh số 219 ạ. Dạ, kính cảm ơn huynh đạo huynh. Chi ra ba qua xin bù ri sang đô ra tô sốt thì ma ga tăng nhà ti mắt ta su ha cha cha a thi nan đan ti a ga tăng chi ra qua xin chi ra ba qua xin bù ri sang đô ra tô sốt thì ma ga tăng nhà ti mắt ta su ha cha cha a phi nan đan ti a ga tăng khách lâu ngày ly hương an toàn từ xa về bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Chi ra ba qua xin bù ri sang đô ra tô sốt thì ma ga tăng nhà ti mắt ta su ha cha cha a phi năn đan ti a ga tăng chi ra ba qua xin bù ri sang đô ra tô sốt thì ma ga tăng nhà ti mắt ta su ha cha cha a phi nan đan ti a ga tăng lâu ngày làm khách ly hương an toàn trở lại hỏi đường về thăm bà con quyến thuộc xa gần bạn bè hoan hỷ thôn lân đón chào.
Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức nhiều bình, kính cảm ơn đạo tràng. Con thành kính đảnh lễ Đức Pháp Quang vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ sư có cầm mic được không bạch sư? Sư có cầm mic được thì sư cho con một tín hiệu để con cung thỉnh sư có thể kệ bài Pháp Cú Kinh số 219 ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ đại Đức Pháp Quang. Dạ rồi, sư không cầm mic. Dạ bây giờ thì con không còn kêu cứu ai được nữa rồi. Duyên với Thi Lâm là không thấy nhúc nhích rồi. Dạ con tri ân sư. Dạ bây giờ con cung thỉnh ngài Tri Đức à. Dạ ngài nghe điện thoại xong chưa, ngài trở lại máy chưa bạch ngài? Ngài trở lại máy chưa, ngài cho con xin một tín hiệu à. Con không còn thấy vị nào đưa tay cầm mic hết. Dạ ngài có trở lại đào tàng chưa, ngài cho con xin một tín hiệu à. Trời, ngài mất tiêu luôn rồi cô Tự Nhiên ơi. Dạ bây giờ đạo tràng tính sao đây? Dạ cô Tự Nhiên với đạo tràng tính sao đây? Ngài bận việc rồi, lúc này là ngài mùa dân y nên là quý ngài rất là bận. Dạ ngày nào cũng sửa soạn đi hết, không đi chùa hết nên là rất là bận. Dạ bây giờ đạo tràng cho ý kiến đi. Dạ câu Pháp Cú Kinh số 219 và 220 cùng là một duyên sự nên là chắc ngài có công việc rồi, ngài cũng luôn rồi. Dạ giờ đạo tràng cho Như Quỳnh ý kiến phải làm sao đây. Chị Meta, cô tu nữ Tệ Duyên, Xích Kim, Quỳnh Đạo Quỳnh. Dạ quý vị có thể chia sẻ câu Pháp Cú này không? Và có thể cầm mic không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ? À? Không thấy tín hiệu hết. Dạ con xuống mic. Con để ngài xử lý ạ. À? Là alo alo, sao không biết gì, cái rầm im quá, có tiếng Nhật Quỳnh ơi. Dạ cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Dạ có ngài Pháp Tâm. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ ngài Pháp Thanh vừa vào đạo tràng. Bạch ngài có nghe âm thanh con rõ không ạ? Vì hồi nãy giờ chúng con đã học bài kinh Pháp Cú số 219 mà hiện giờ thì ngài Tri Đức đã bận công việc rồi và ngài mới vào, cho nên là con kính cung thỉnh ngài nếu có nghe rõ âm thanh của con thì con kính nhân mít đến ngài Pháp Thanh để chia sẻ và hướng dẫn cho chúng con hiểu được bài kinh Pháp Cú số 219. Dạ alo alo, ngài Pháp Thanh có nghe? Dạ rồi, như vậy là ngài đã nghe âm thanh của con. Dạ bây giờ con kính cung thỉnh ngài cầm mic. Dạ con xin kính mic ạ. Nam mô Bụt Tha, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Dạ kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, kính lễ ngài Tri Đức và kính chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Mấy ngày nay thì sư cũng hơi mệt, thành ra hồi khuya tới giờ thì cũng có nghe quý vị, nhưng mà theo dõi trên Facebook chứ không có vào room. Thấy bây giờ room cũng đang trong thời kỳ bối rối,
Thôi cũng vô sinh hoạt chút cho vui, quý vị quan hỷ. Thì sư xin nói về cái lời dạy của Đức Phật ở trong cái câu 219 này. Về cái duyên sự thì có tầng sau học 220 thì ngài Trí Đức sẽ nói rõ hơn. Nhưng mà ở đây đó thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật dùng cái hình ảnh là bà con quyến thuộc là chỉ cho những cái thiện nghiệp, những cái thiện sự, những cái nhân lành mà chúng ta tạo trữ ngay trong đời sống hiện tại. Thì quý vị thấy rằng trong cái đời sống đó, có cái sự chênh lệch nhau, những cái người có địa vị, có tài sản, có quyền thế, những cái người thì cơ cực bần hàn, cô độc, không có thân bằng quyến thuộc, thì tất cả nó đều do cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh. Nếu mà những chúng sanh nào hiểu biết tạo trữ thật nhiều những nhân lành thì sẽ đến những cái cảnh giới tương đối an vui. Nếu được sanh làm người thì có một cái đời sống hanh thông, an lạc. Còn những người mà không, vì không hiểu biết đã tạo nhiều những cái nhân bất thiện thì sẽ rơi vào những cái cảnh giới khổ đau. Và nếu mà sinh ra làm người thì những người này sẽ kém may mắn, sống trong những cái điều kiện không có được tốt đẹp, rồi ít có quyến thuộc thân bằng. Thì ở đây đó, quý vị đã hiểu biết là trong cái câu số 1, câu số 2 thì các cái nhân lành, những cái điều kiện mà chúng ta tạo trữ, những cái nhân thiện, tốt đẹp, thì nó sẽ theo ta như bóng với hình. Thành ra đó là cái bà con quyến thuộc ở đây là chính những cái phước thiện, những cái nhân lành, những cái tạo trữ công đức phước báo giống như là quyến thuộc của mình. Dù mình đi tái sanh đến bất cứ cảnh giới nào đó thì những cái phước lành này nó cũng sẽ đón chào mình, giống như là bà con thân bằng quyến thuộc. Và cái người lữ khách, người lữ hành chính là cái danh sách thân ngũ quẩn của chúng ta. Thì khi mà chúng ta tái sanh đến cái cảnh giới nào đó thì cái phước báo á nó cũng theo, nó đón chào, nó hỗ trợ, nó giúp đỡ chúng ta, giống như chúng ta gặp được cái thân bằng quyến thuộc. Còn nếu mà chúng ta không biết, chúng ta không học hiểu, chúng ta tạo trữ những cái bất thiện nghiệp, thực hành những cái ác bất thiện pháp, thì sẽ rơi vào cảnh giới khổ đau. Rồi tất cả những cái bất thiện nghiệp này đó, nó cũng đeo bám, đeo đuổi chúng ta. Khi mà chúng ta đi đến những cái cảnh giới, nó cũng đeo bám, đeo đuổi để nó cho những cái nhân xấu, những cái chướng nghiệp, nó gây cái sự trở ngại thế này thế khác trong cái đời sống. Cho nên đó, là chúng ta hiểu biết cái lời dạy của Đức Phật ở trong cái câu này là như vậy. Chúng ta trong đời sống, chúng ta cố gắng học, tìm hiểu, rồi phân biệt những cái nào là thiện, những cái nào là bất thiện, những cái nào là thiện, lành, thì chúng ta phải nỗ lực thực hành. Và những cái nào là bất thiện, những cái ác bất thiện pháp, thì chúng ta phải cố gắng
tránh xa, cố gắng diệt trừ, không nó, không có để cho nó phát triển trong nội tâm của chúng ta. Nhờ vậy, nhờ có trí tuệ, nhờ có hiểu biết, thì chúng ta sẽ lần hồi tránh xa những cái ác pháp, và chúng ta nỗ lực thực hành thật nhiều những cái thiện pháp. Thì trong cái câu này là Đức Phật nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng ta về cái trong cái đời sống chúng ta phải có điều kiện thuận tiện, thì chúng ta hãy cố gắng nỗ lực tạo trữ thật nhiều công đức phước báo, dù là cái phước mà nhỏ nhất thì chúng ta cũng không bỏ, nhưng mà những cái ác bất thiện pháp dù là nhỏ nhất chúng ta cũng phải ghê sợ, tránh xa nó như là những cái vật mà dơ bẩn xú quế, phải phát triển cái lòng tàm, lòng quý, để chúng ta có sự nỗ lực gìn giữ các cái học giới cho được tốt đẹp, rồi chúng ta học tìm hiểu và những cái phương pháp để đem đến dung bồi trí tuệ, dung bồi sự hiểu biết, những cái kiến thức chân chánh, thì nhờ đó cái sự tu tập của chúng ta mỗi ngày sẽ được tiến bộ nhiều hơn. Và thì cũng xin đỡ mít cho đạo tràng và cũng chia sẻ với quý vị đôi điều. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị cùng nhau thảo luận về cái câu Phật ngôn này. Và kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, và kính chúc quý vị sinh hoạt an vui, nhiều lợi lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, con xin tri ân, con thay mặt đạo tràng kính cho ân Ngài Pháp Thanh đã từng bi hoan hỷ lên để chia sẻ câu Pháp Cú số 219. Dạ, con biết là Ngài Trí Đức có trở lại trước mái chưa? Và con kính cung thỉnh Ngài. Dạ, anh của nơi, bây giờ Ngài chưa trở lại trước máy thì mình phải làm sao? Thế bây giờ thì để tự nhiên xin cầm mic và cũng xin chia sẻ với đạo tràng qua những lời Ngài Pháp Thanh vừa nói. Thì tự nhiên cũng có một ý nhỏ nhỏ để chia sẻ. Đối với câu 219 này, nó cũng có nhiều, và cũng như nói thì theo tự nhiên á, cái câu tiếng Việt rất là hay: khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thật ra đó, khi mà khách lâu ngày ly hương á, thì ít nhất người này không phải, ví dụ như không phải tự nhiên mà bỏ quê hương của mình, cũng cái điều kiện vì đó cho nên là họ mới ra nước ngoài, rồi xong á, thì bây giờ muốn trở về thăm quê hương á, thì cũng thật ra cũng không phải là dễ. Khi một người đó phải có tâm tình, và trước khi trở về thì cái người này cũng không có bị phạm cái luật vì ở Việt Nam hết. Vì khi mà trở về
mà một người khách như vậy là nếu muốn trở về thì cũng phải an toàn thì họ mới trở về quê hương được. Chứ chẳng hạn những họ bị phạm về luật. Dạ, Đại Đức Pháp Quang. Vì họ phạm những cái luật thì họ không thể trở về quê hương được, dù có muốn cũng không được. Là cái này nói về khách ly hương xa quê. Mình mặc dù mình nhớ quê nhà, mình nhớ quyến thuộc, mình nhớ thân hữu, mình nhớ bà con, nhưng mà mình đã bị vi phạm rồi, không thể về được. Nếu mà mình quay trở về thì có rất nhiều người về đến sân bay là bị cầm liệt, không thể chạy thoát được. Thì cũng như cái nghiệp của mình phải sống như thế nào để có cái nghiệp lành hiện tại, chứ còn quá khứ thì mình không biết được, quá khứ của mình không biết được. Hiện tại thì mình cứ hiểu được pháp, mình trú vào trong pháp hàng ngày để mình tích lũy những cái thiện pháp dù nhỏ, mình phải tích lũy hàng ngày như vậy. Thì một tháng, một năm, hai năm, ba năm, năm năm, bảy năm, nó ngày ít, thì dần dần thì nó sẽ vượt được cái nhiều thiện mình tích lũy. Thì qua câu Phật ngôn, câu hấp cứu số 219 này thì con rất là tâm đắc, và con cũng có một ít chia sẻ. Và bây giờ con đã thấy Đại Đức Pháp Quang Sa Thú. Như vậy sư có thể cầm mic được không? Dạ, con kính thỉnh sư cầm mic để chia sẻ với đạo tràng của chúng con ạ. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma, Nam mô Sang Ca. Cô tu nữ Tề Duyên chia sẻ quá hay rồi, sư chia sẻ gì nữa đâu. Với lại hôm nay sư cũng bận, tại giờ này sư chuẩn bị đồ để chưa về Việt Nam, nên cũng không có thời gian để chia sẻ gì nhiều. Mà cái đề tài này nãy ngày Pháp Thanh ngày cũng nói rồi đó, thì mà cô chia sẻ gì nó cũng hay rồi, nên thôi sư chia sẻ gì nữa đâu. Công việc của sư giờ này cũng sắp xếp á. Này sư hỏi cô Tài Duyên xíu, cô có đi với chùa Viên Tệ không? Vậy sư gửi mấy cho đạo tràng ha. Minh Đông là ai vậy? Đại sư không biết nữa, ngày hôm qua sư mới nghe cô 12 nghe nói rằng chiều mai ha, chiều mai của về Phước Quang đó, mà giờ sư về Phước Quang rồi sư tính vô lại ở Nguyên Tệ dự lễ đó, mà sợ nó không kịp. Nó không kịp rồi, để sư sắp xếp thử, nếu mà kịp thì sư ghé về, còn không kịp thì thôi. Thiện Chính hôm nay là ổn có Thiện Chính hả? Ủa sao? Sao sư nghe nói là gia đình của sư Chí Hạnh mà? Không biết Thiện Chính có phải gia đình của sư Chí Hạnh không? Sư không biết, mà sư ông sư đó, ông nói vậy đó. Thôi sư gửi mấy cho đạo tràng ha, sư sinh hoạt. Chứ giờ sinh hoạt mà nói chuyện riêng nó cũng kỳ. Nha, sa thú lành thai. Con thay mặt đạo tràng kính tri ân Đại Đức Pháp Quang. Mặc dù sư bận công việc nhưng mà sư cũng cố gắng để cầm mic cho chúng con nghe cái âm thanh. Dạ, sư hỏi con có chùa Viên Tuệ, trước con cũng có đi, nhưng mà lần này thì con nên là lần không có đi, vì hôm nay là mùng 2, ngày mai là con có đi dự lễ ở chùa
An Bảo, Vĩnh Lộc. Ngày mai là mùng 3. Cho nên là con mai thì con cũng không sinh hoạt được. Cho nên hôm nay cũng có một cái duyên để sinh hoạt với đạo tràng. Dạ không ạ. Huynh đạo huynh có chút máy không ạ? Huynh đạo huynh cho tự nhiên xin một tín hiệu. Alo, alo. Huynh đạo máy không? Xích duyên bây giờ rảnh chưa? Xích duyên có thể chia sẻ hay là lên đọc bài. Xích duyên ơi. Alo, alo, bây giờ rảnh chưa? 1, 2, 3, 4. Rồi, im ra. Dạ, cảm ơn Nhật Bình. Dạ, thì bây giờ chỉ còn có 12 phút nữa. Thì chúng ta... Mô Phật, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin chào cô Tuệ Duyên, con chào cô Nhật Quỳnh, chào mọi người. Cô, con đang làm mà cô kêu dữ quá. Con phải lên cầm mic nói là con xin lỗi, con sám hối, con đang làm. Con xuống mic nha cô. Nam mô Bụt Tha, dạ, dạ, sa thú, con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh và đại đức Pháp Quang. Nam mô Bụt Tha, dạ, dạ, Nhật Quỳnh té chúng thì thấy cô tự duyên cầm mít. Dạ, Nam mô Bụt Tha, dạ, dạ, con cung thỉnh ngài tri đức trở lại đạo tràng để kết thúc buổi học ngày hôm nay bạch ngài. Dạ, con rất là tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã vào đạo tràng chia sẻ bài học ngày hôm nay. Dạ, Nam mô Bụt Tha, dạ, con cung thỉnh ngài Trí Đức ạ. Con thấy, dạ, con kính nhân Bụt thánh ngài. Nam mô Bụt Tha, dạ, Nam mô Tham Mai, dạ, Nam mô Sang Ca, dạ. Xin lỗi quý vị có điện thoại tiếp ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha, dạ, ngày bữa nay ngồi không yên. Dạ, vừa cầm mic là có điện thoại, vừa cầm mic là có điện thoại. Dạ, cảm ơn cô tự nữ tệ duyên. Minh Tấn ơi, Minh Tấn hay là cô Viễn Nguyên Nhân có cầm mic được không? Có cầm mic được không? Rồi, mời nha. Dạ con kính đảnh lễ ân đức Phật, kính đảnh lễ ân đức Pháp, kính đảnh lễ ân đức Tăng, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, thượng tọa Pháp Thanh, sư Pháp Quang cùng chư tôn đức Tăng, con kính lễ cô tôn nữ Tùy Duyên cùng và kính chào đạo tràng. Dạ con xin trả bài câu Phật cú số 219. Chí ráp bá hòa xin bốn rí sằng đồ ra tổ xót thí mà gá tằng nhà tí mít tà xấu hát chà chá á phí nàn đàn tí à gá tằng chỉ ráp bá hòa xin bốn rí sằng đồ ra tổ xót thí mà gá tằng nhà tí mít tà xú hát chà chá áp phí nàn đàn tí à gá tăng chí ráp bá hòa xình bú rí sằng đù rá tổ xót thí mà gá tăng nhà tí mít tà xú hát chà chá á phí nàn đàn tí á gá tí à gá tăng khách
lâu ngày ly hương an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Dạ con giải thích với đạo tràng là Minh Tấn á, là máy của bạn con, còn con là Phú Biển, nên là có lúc mà con vào bằng cái nick Minh Tấn. À dạ, Minh Tấn là anh Hải á, sư Quang. Dạ con cũng bạch với ngài Đại Đức, bạch với sư Quang, với đạo tràng là con với anh Hải bữa nay kết duyên là vợ chồng rồi, nên là tụi con ở trong nhà thì thỉnh thoảng con xài cái, con vào bằng cái máy của anh Hải, là nên là vì sao mà nét Minh Tấn mà toàn là Phố Biển lên. Dạ con xin hết, con xin gửi máy lại đạo tràng ạ. Ca thu Minh Tấn với Phố Biển, hai cũng là một, một cũng là hai, không sao hết. Dạ năm hai dạ. Dạ bây giờ ngài Trí Đức trở lại đạo tràng được chưa ngài? Còn mấy phút nữa con cung thỉnh ngài kết thúc buổi học à, mong rằng ngài cầm mic không bị điện thoại phá nữa. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ ngài có trước máy không ạ? Rồi, vậy là ngài bị nấu cháo điện thoại luôn rồi. Không thấy ngài nhục kích luôn rồi. Dạ, Nam mô Bụt Thầy dạ. Thế rồi thì duyên chúc Phố Biển Minh Tấn trăm năm hạnh phúc. Nhật Quỳnh mắc cười quá. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, dạ. Con còn mấy phút nữa thì con xin chia sẻ cái câu pháp cú này, tại vì không có ngài trước máy nên con cũng phải cầm mic cho hết giờ. Thật sự là đọc cái câu này đó thì con nhớ lại cái mà 39 người nằm ở trên một chiếc xe đông lạnh, thì con thấy rằng mà mình mà có phước á thì mình không phải đi vào một cái nơi xa xăm hẻo lánh như vậy, để rồi chưa được cái gì thì mình đã phải ra đi bao nhiêu. Con thấy ở Việt Nam mà mới đầu thì tưởng là người mà mới giờ thì hình như là người Việt Nam là nhiều hơn chứ không phải là người Trung Quốc, bởi vì cả hai làng điều đưa tin là con cái mình đi ngày đó đi qua Anh Quốc, thì thấy mình phải nói là rất là đáng sợ. Cuộc sống này, luân hồi này, mình không biết mình đã tạo cái điều gì. Dạ như vậy con nghĩ không biết mình tạo cái điều gì, ngày nào mình cũng có thể như những người này, vì miếng cơm manh áo mà mình phải bán mạng mình đi một đinh một cái xứ không biết đâu là quê hương, đâu là chợ an toàn, mà mình cũng nhắm mắt ra đi. Đã gì còn phải mượn tiền, mượn bạc với dai, nó cũng nghe bạn bè nói lúc nó làm ăn cũng bị hơi thất bại, cái nó nghe bạn bè nói là đi Liên Xô làm thợ may, mà trước khi đi Liên Xô là phải đóng bao nhiêu triệu đó. Thì nó điện nó hỏi mượn tiền con và em con ở bên này. Thì ở bên này con đã biết những cái chuyện đó rồi. Con nói con ơi con làm ơn, con đứng lại, con làm lại, bắt đầu làm từ đầu lại. Ở Việt Nam con còn những đứa con gái, con không thể bỏ nhà ra đi hy sinh để mà lo cho chồng cho con, mà không chắc gì lo được đâu. Qua đây á, là gì nghe á, là nó sẽ bán mình luôn, rồi khỏi về Việt Nam luôn nha con. Lúc đó là bỏ chồng bỏ con thì nó rất là trách hờn. Giống như nói tại sao nó chỉ mượn ít tiền để cho nó lo cuộc sống nó, mình
làm gì mình không có cho nó mượn này kia. Nhưng mà nhờ vậy thì bây giờ gia đình nó đã yên ổn, nó cũng đã đứng lên được. Là những đứa con gái cũng đã lập gia đình. Không biết bây giờ nó có biết ơn mình không thì không biết. Nhưng mà không sao. Dạ. May mắn là mình cũng chỉ dạy ra được. Ở ngoài này mình nhìn thấy được những cái điều mà những người ở Việt Nam họ hay là nói họ vẽ một cái bánh vẽ rất là lớn để cho họ bỏ túi trước. Khó khăn như vậy, người ta những nỗi khổ người ta cũng không có dám về nói với gia đình đâu. Gửi tiền về thì gửi mà nước mắt nuốt vô lòng, mà người ta ở Việt Nam thì không hề biết, chỉ thấy có tiền Việt kiều gửi về thôi, nhưng mà rất là đã cay đắng. Nên là thấy cái câu này khách lâu ngày ly hương an toàn từ xa về rất là khó. Dạ, rất là khó an toàn từ xa về, chỉ trừ mình có phước thôi. Mình mà thiếu phước một cái rồi thì đủ thứ chuyện hết, không thể nói ra. Nghe Nhật Quỳnh coi trong cái Facebook mà chuyện người Rôm ở bên Anh Quốc là những người Việt Nam qua để tìm lối sống, rồi vào những trại cần sa, những trại trồng cần sa đó, rồi nó ép nó ở trong đó, rồi cũng có tiền vậy nhưng mà cuộc sống rất là cực khổ mà rất là khủng khiếp. Nên nhiều khi ở Việt Nam mình thiếu thông tin, không nghe được những cái chuyện như cứ nghe nói là đóng mấy chục triệu nhiêu đó rồi đi qua đây là làm có tiền gửi về, nên phải đi cầm nhà cầm cửa này kia, nên thật sự là khổ. Nhưng mà Nhật Bình nghĩ đi nghĩ lại cũng do mình thiếu phước mình mới tin được những người đó. Còn nếu mà mình có phước thì tự nhiên con mắt mình nó sáng ra, nó không dễ tin. Mà mình thiếu phước thì rất là dễ tin. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, con thấy còn một phút thôi. Dạ, Ngài có trở lại đạo tràng chưa bạch Ngài? Ngài có trở lại chưa cho con hiểu à? Dạ, vậy là Ngài cũng không có trở lại đạo tràng rồi. Bởi quanh đi quanh lại thì chỉ có phước phải không cô Tệ Duyên? Chỉ có phước mới được hỗ trợ mình thôi. Đạo tràng có đồng ý Nhật Bình không? Mình mà thiếu phước, mình thấy người ta mình nói gặp túi là không có gì đâu. Nhưng mà không đâu. Mình mà thiếu phước rồi mắt mình mờ, tai mình điếc. Dạ, rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Vì mình có thiếu phước mình mới không nhìn ra được chuyện đó. Còn nếu mình có phước hỗ trợ mình thì mình sẽ thấy được cái điều gì người ta gạt.